cực nóng súng động dư luận bộ công an kết luận ban đầu vụ án bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines võ văn hiếu và hồ quốc việt chính thức nhận án tử võ văn thưởng đang run lệch bạch liên quan tới những ngày hầu tàu sắp tới khi tô lâm làm rõ vấn đề không biết bộ chính trị của băng đảng sẽ náo loạn ra sao Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines, đến giờ phút này Bộ Công an đã kết luận ban đầu liên quan tới những hành vi sai phạm của tên Võ Văn Hiếu là cháu ruột của Võ Văn Thưởng, cùng với đó là tên Hồ Quốc Việt và bản thân của tên Võ Văn Hiếu này đã thâu tóm đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam trong thời gian bấy lâu nay. Thực tế trong những ngày vừa qua, cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp với các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an để tiến hành làm rõ những vấn đề sai phạm đường dây buôn bán ma túy. Đến giờ phút này thì những sai phạm của những tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines trực tiếp đưa sách ma túy từ Pháp về Việt Nam trong những ngày vừa qua có kết luận rõ ràng của cơ quan chức năng là không những vô can trong sự việc này mà thậm chí đều là những nhân vật cộm cán trong đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam. Võ Tú Quỳnh, Trần Thu Ngân, Trần Thanh Thủy, tất cả đều sai phạm, liên quan tới những sai phạm của những nữ tiếp viên này, các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét về những vấn đề liên quan tới những mối quan hệ tình ái và sự chống lưng tiếp tay của những cán bộ trong bang đảng mà những người làm chương trình của chúng tôi đã chỉ đích danh thẳng mặt trong những ngày vừa qua là Nguyễn Phú Trường cùng với Võ Văn Thưởng. Võ Văn Thưởng và Nguyễn Phú Trường là hai người đóng vai trò chính để chỉ đạo trong đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam và bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines được xem là những con rối trong tay của Nguyễn Phú Trường và Võ Văn Thưởng. Đó là những thông tin không chính xác. Hiện nay có một số đối tượng phản động lưu vong ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức tuyên truyền những thông tin không chính xác, bêu xấu đảng và nhà nước ta. Chúng cố tình chia rẽ lòng dân, kích động nhân dân. Để hiểu hơn vấn đề này, chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn trang mạng TBG đã viết. Khi tiến hành đưa ra để xem xét những liên quan đến bốn nữ tiếp viên trong hãng hàng không Việt Nam Airlines được sách ma túy từ Pháp về Việt Nam, khi kết án bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines có xem xét đến yếu tố giảm án là liên quan tới việc chỉ đạo của những cán bộ cấp cao cho bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines riêng đối với hai nữ tiếp viên là trần thanh thủy và võ tú quỳnh trong những ngày vừa qua cũng đã hợp tác với cơ quan chức năng điều tra của bộ công an để cung cấp nhiều vấn đề thông tin súng động và điều đặc biệt hơn là trong những vấn đề lời khai của hai nữ tiếp viên võ tú quỳnh các cơ quan chức năng đã móc ra được hàng loạt những vấn đề sai phạm của những cán bộ cấp cao nguyễn phú trường có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ tình ái với nữ tiếp viên võ tú quỳnh và trần thanh thủy võ văn thưởng đã sắp xếp toàn bộ những nước cờ đến giờ phút này tất cả đều có trong lời khai của nữ tiếp viên võ tú quỳnh tại cơ quan chức năng điều tra của bộ công an nhưng để tránh đêm dài lắm hậu đến giờ phút này các cơ quan chức năng đã đầy đủ những lời khai và những căn cứ để buộc tội đối với võ văn hiếu và hồ quốc việt là bạn thân của võ văn hiếu Hai đối tượng này là hai đối tượng liên quan đến đường dây nhận ma túy và phân phối ma túy ra thị trường Việt Nam. Cho nên, hai đối tượng này đến giờ phút này, các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an đã hoàn tất kết luận. Và đến nay, thì các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an cũng đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị mở phiên tòa xét xử và chuẩn bị tiễn hai tên Võ Văn Hiếu cùng với Hồ Quốc Việt về gặp Diêm Vương. Với số lượng ma túy khủng như vậy thì Võ Văn Hiếu và Hồ Quốc Việt không thể nào thoát được án tử, nhưng điều đáng nói liên quan tới đường dây của Võ Văn Hiếu, các cơ quan chức năng đã kết luận hồ sơ và tiếp tục mở rộng điều tra. Vì trên thực tế đến giờ phút này, các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an cũng đã công khai rất rõ ràng trên báo chí là đến 22 vụ án cần phải điều tra mở rộng liên quan tới vụ bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Chỉ có một vụ án là bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines đưa sách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Nhưng đến giờ phút này, Bộ Công an đã phải mở rộng ra để điều tra liên quan đến 22 vụ án. Là một lúc đến giờ phút này, có lẽ là sự việc rúng động nhất là liên quan tới Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Cùng với đó là Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân TP.HCM. Theo thông tin trong chiều ngày hôm qua, các cơ quan chức năng đã cho biết là đến giờ phút này, các cơ quan chức năng đã đủ những bằng chứng để buộc tội với tên Võ Văn Hiếu cùng với tên Hồ Quốc Việt. Điều đáng nói là tên Võ Văn Hiếu là và tên Hồ Quốc Việt đến giờ phút này không liên quan đến những vụ án khác nên các cơ quan chức năng đã tiến hành kết luận vụ án này và chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị mở phiên tòa xét xử và kết án đối với tên Võ Văn Hiếu cùng với tên Hồ Quốc Việt vì chỉ liên quan đến vấn đề trực tiếp là liên quan tới vấn đề buôn bán số lượng ma túy khủng từ pháp về việt nam hơn nữa đối với võ văn hiếu là cháu ruột của võ văn thưởng trong những ngày trước đây các cơ quan chức năng cũng đã điều tra và làm rõ nhiều vấn đề đến giờ phút này võ văn hiếu cũng đã thừa nhận mình là cháu ruột của võ văn thưởng và nhận sự chỉ đạo trực tiếp của võ văn thưởng nên đến giờ phút này tất cả những lời khai của võ văn hiếu các cơ quan chức năng đã nắm đầy đủ trong tay và điều đặc biệt hơn là tất cả mọi vấn đề liên quan tới Võ Văn Thưởng thì còn có lời khai của nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, cùng với đó là hàng loạt những bằng chứng mà đến giờ phút này các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và thu thập được. Vậy thì Võ Văn Thưởng trong những ngày tiếp theo sẽ không thể nào chối cãi được với những sự việc điều tra của các cơ quan chức năng. Riêng đối với hai đối tượng là Hồ Quốc Việt và Võ Văn Hiếu, đến giờ phút này hết lời khai và chính cả hai đối tượng này cũng đã ký vào biên bản nhận tội. Nên đến giờ phút này, để tránh trồng chéo liên tiếp các sự việc, cơ quan chức năng đã đủ lời khai căn cứ và chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị mở phiên tòa để xét xử đối với đối tượng Võ Văn Hiếu là cháu ruột của Võ Văn Thưởng, cùng với bản thân của mình là đối tượng Hồ Quốc Việt về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy chưa diễn ra phiên tòa xét xử trong những ngày tiếp theo nhưng người dân trong cả nước việt nam đều biết rõ rằng là hai tên võ văn hiếu cùng với hồ quốc việt chắc chắn sẽ nhận án tử vì nếu như pháp luật thực sự công minh và nếu như tô lâm muốn bật ngược lại vấn đề đối với võ văn thưởng thì chắc chắn hai đối tượng võ văn hiếu và hồ quốc việt này khi chiếu theo các quy định tại bộ luật hình sự thì võ văn hiếu và hồ quốc việt với số lượng ma túy khủng như vậy thì không thể nào chối cãi được cho việc là nhận án tử về gặp diêm vương còn lại bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines và 550 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy, các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an đang nắm trong tay và tiếp tục mở rộng điều tra để chuẩn bị khởi tố thêm 21 vụ án còn lại. Và cùng với đó đến giờ phút này, các cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc để điều tra làm rõ vấn đề liên quan tới Chủ tịch UBND ban nhân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng với vợ của y. Cùng với đó là Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an cũng đã rốt ráo vào cuộc để điều tra lấy lời khai của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh này. Nhưng tên này vẫn một mực quanh co chối tội. Nhưng điều đáng nói là đến giờ phút này, dù y có lấp liếm như thế nào, cũng không thể nào phủ nhận được vai trò chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký quyết định đột ngột thả bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines. Quý vị thân mến, toàn bộ những thông tin trên là nguyên văn những gì trang mạng phản động đã nói. Chúng tôi kịch liệt phản đối với những thông tin không chính xác như trên. Một số đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài cố tình bêu xấu lãnh đạo đảng và nhà nước. Chúng dựa vào vụ bốn tiếp viên hàng không mang ma túy về Việt Nam để cán ghép vu khống vu oan bêu xấu. Chúng tôi luôn tin tưởng vào đảng và nhà nước. Kính mong quý độc giả hãy lựa chọn những thông tin chính thống và đã được cơ quan nhà nước công bố. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.